Vâng, xin chào tất cả các bạn. Nhân kỷ niệm 35 ngày thành lập nhà máy Thuốc Chiến Thắng, ngày hôm nay tôi rất vui mừng xin được giới thiệu đến tất cả quý vị, các bạn và khách hàng lời cảm ơn sâu sắc từ trước giờ đã tin tưởng vào sự sản phẩm của nhà máy Thuốc Chiến Thắng. Và hôm nay tôi xin giới thiệu đến một loạt các sản phẩm xe tải Ben của nhà máy Thuốc Chiến Thắng để các bạn tiện theo dõi, để phục vụ cái công việc của mình, lựa chọn những sản phẩm của mình sao cho hợp lý nhất. Tiền thân của nhà máy Thuốc Chiến Thắng là cơ sở sản xuất tư nhân Chiến Thắng, được thành lập từ những năm 80 đổ về trước ạ. Và bắt đầu từ tháng 9 2001 là công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn ô tô Chiến Thắng được thành lập dưới sự dẫn dắt của giám đốc là giám đốc Mãi. Đến nay nhà máy Thuốc Chiến Thắng đã kết hợp với cả rất nhiều các cái tập đoàn chuyển giao công nghệ của các tập đoàn Trung Quốc, sản xuất ra rất nhiều sản phẩm từ xe tải van 2 chỗ, 5 chỗ, xe tải thùng hạng nhẹ dưới 1 tấn và xe tải khung mui hạng nhẹ, hạng trung. Và cái thế mạnh của tôi Chiến Thắng trước giờ vẫn là cái xe tải Ben. Xe tải Ben 1 cầu và xe tải Ben 2 cầu rất phù hợp với cả tất cả các khách hàng chở vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng và tất cả các khách hàng ở trên mọi vùng miền trên tổ quốc của mình. Ngày hôm nay thì tôi giới thiệu đến tất cả các bạn sản phẩm xe Ben 1 cầu cũng như 2 cầu của nhà máy tôi Chiến Thắng. Thì ô tô Chiến Thắng có những cái sản phẩm Ben tải nhẹ và tải trung, 1 cầu và 2 cầu. Trước tiên là xe Ben 1 cầu. Xe Ben 1 cầu nhà máy tôi Chiến Thắng thì có sản phẩm xe tải 2 tấn 3 năm. Đây ạ. Các bạn có thể nhìn qua mẫu mã xe tải 2 tấn 3 năm Ben mới 1 cầu nhà máy tôi Chiến Thắng, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Rất phù hợp với cả các bác tài mà đi chở vật liệu xây dựng và san lấp, đi vào các ngõ nhỏ. Thùng nguyên bản của nó thì ở đâu đó là khoảng độ 2 khối 1, 2 khối 2. Nó hơn 2 khối một chút thôi, chưa kể cơi nới nhá. Nguyên bản đã được hơn 2 khối rồi. Thì chúng ta rất hợp để đi vào các cái ngõ ngách nhỏ với cái xe 2 tấn 35 này. Các bạn muốn trên một chút, chở khoảng 3 khối thì có ngay cái sản phẩm 3 tấn 48 của nhà máy Thuốc Chiến Thắng. Cũng là sản phẩm xe tải Ben 1 cầu. Cũng là dòng sản phẩm mà chúng ta chuyên để vật liệu xây dựng và san lấp. Dòng này thì nó nhỉnh hơn 2 tấn 35. Nó cái khối lượng hàng chuyên chở của nó đâu đó khoảng 3 khối. Và cái tải trọng của nó là 3 tấn 48. Cũng đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Hai dòng sản phẩm này là hai sản phẩm mà chúng ta để đi vào các ngõ ngách nhỏ thời điểm hiện giờ. Thời điểm giờ thì nhà dân xây dựng rất nhiều, cá nhân xây dựng rất nhiều. Vì thế sản phẩm này, hai sản phẩm này là hai sản phẩm rất phù hợp để chúng ta có thể đi vào các ngõ ngách. Cần hơn, tải trọng hơn một chút nữa và to hơn một chút nữa để chở được nhiều hàng hơn một chút nữa thì chúng ta có cái sản phẩm 4 tấn 9 của nhà máy Thuốc Chiến Thắng. 4 tấn 9 đây là cũng là một cái sản phẩm mới ra mắt. Nó cũng đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Và cái sản phẩm này là sản phẩm cũng chở vật liệu xây dựng, nhưng nó to hơn một chút, chúng ta có thể là chở trung chuyển, chạy trung chuyển được và san lấp không hề ấn gì. Đó, 4 tấn 9 của nhà máy Thuốc Chiến Thắng. Thêm một chút nữa cũng có, chúng ta có cái sản phẩm là 5 tấn 9. 5 tấn 9 đây cũng là cái sản phẩm mới nhá. Tất cả các sản phẩm của nhà máy Thuốc Chiến Thắng, xe tải Ben thời điểm giờ đều là đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Xe 5 tấn 9. Các bạn có thể nhìn thấy mẫu mã hình thức của 5 tấn 9 của Chiến Thắng. Cái con xe này thì nó là một sản phẩm mà cạnh tranh rất khốc liệt với cả một số cái sản phẩm cùng phân khúc như là của Taco hay của TMT hay của Hoa Mai. Đó, sản phẩm 5 tấn 9 này. Tiếp đến là một loạt các xe 2 cầu. Nhà máy tôi Chiến Thắng thì từ trước đến giờ có rất nhiều sản phẩm xe Ben 2 cầu, nhưng đến thời điểm giờ đã rút gọn lại còn 3 cái sản phẩm chủ đạo để dòng 2 cầu này. Dòng 2 cầu này thì đã chuyên để chạy các vùng cao, vùng núi, đường dốc và kể cả những ở khu đường bằng nhưng mà vào bến bãi rất khó, đường rất khó thì chúng ta sử dụng cái dòng xe 2 cầu này. 2 cầu của Chiến Thắng thì có 3 sản phẩm. Ở đây chúng ta có cái dòng sản phẩm đầu tiên, sản phẩm nhỏ nhất, đấy là xe 4 tấn 65 của Chiến Thắng. Sản phẩm 2 cầu 4 tấn 65 này thì hợp với cả các cái bác tài mà đi chạy vùng núi, vùng cao mà chạy vật liệu xây dựng, chở nhà dân, rất hợp lý, nhỏ, gọn, 2 cầu, 2 cầu lắp. Và trên một chút nữa thì chúng ta có cái sản phẩm là 6 tấn 8, 2 cầu lắp của nhà máy Thuốc Chiến Thắng. Tải trọng của nó được 6 tấn 8. Hai cầu lắp. Xe này thì chúng ta rất phù hợp, vật liệu xây dựng cũng được, san lấp cũng được, mà chở gỗ chạy trong rừng ra thì lại càng hợp lý. Nó là sản phẩm để chúng ta có thể chạy mọi cái công việc
chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm nào nó phù hợp nhất với cả mình để cho nó ra tiền nhiều nhất và kinh tế nhất. Thì cái sản phẩm 6 tấn 8 này nó là một trong những sản phẩm mà nó đáp ứng được rất nhiều các cái công việc của chúng ta. 6 tấn 8, hai cầu lắp của nhà máy tôi chiến thắng. Và cuối cùng, cái sản phẩm hai cầu cuối cùng của nhà máy tôi chiến thắng đấy là 7 tấn 7. Đây là cái sản phẩm hai cầu gần như là chủ đạo của nhà máy tôi chiến thắng. Vì cái sản phẩm 7 tấn 7 này nó được mệnh danh từ khi ra đời, nó là ông vua đi rừng. Vật liệu xây dựng san lấp đều ok, nhưng để mà đi rừng thì gần như nó là số 1 trong phân khúc. 7 tấn 7 nó được kết hợp với cả cái cabin phao của tập đoàn gần như là lớn nhất ở Trung Quốc rồi. Cabin phao. Và cái hai cầu của nó là hai cầu dầu. Hai cầu dầu thì nó cho chúng ta một cái sức bền bỉ, sức mạnh thì gần như là số 1 rồi. Cầu lắp thì đâu đó chúng ta chở nặng vào cung đường khó, lên dốc hay gì đó chúng ta giật hay bị gãy lắp. Nhưng cái cầu dầu này thì vô tư đi. Các bạn thoải mái khi mà chở tải nặng, khi vào đường khó, đường xấu, đường lên dốc. 7 tấn 7 phao hai cầu dầu của nhà máy Tuyển Thắng. Tất cả các sản phẩm này của nhà máy Tuyển Thắng đều đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Và chúng ta cùng nhau điểm lại một chút các sản phẩm của nhà máy Tôi Chiến Thắng xe tải Ben nhé. Ở đây chúng tôi muốn nói nhắc đến là xe tải Ben. Xe tải Ben nó là một trong số thế mạnh của nhà máy Tôi Chiến Thắng. Và từ trước đến giờ thì nhà máy Tôi Chiến Thắng luôn có quan niệm là cái giá nó phải hợp lý, chất lượng phải đảm bảo, để làm sao đến tất cả các tay người tiêu dùng, tất cả mọi người đều có thể là sử dụng được sản phẩm của Chiến Thắng. Chúng ta cùng điểm qua một loạt các cái sản phẩm xe Ben của nhà máy Tuyển Thắng nhé. Đầu tiên là hai cầu. Hai cầu chúng ta có 7 tấn 7, hai cầu dầu. Cực đẹp. Cabin phao rất chi là hợp lý, giá cũng rất hợp lý. Tiếp theo, 6 tấn 8 cũng hai cầu nhưng là hai cầu lắp. Cũng rất hợp lý để chúng ta. Giá chỉ ngoài 500 thôi. Hai sản phẩm hai cầu nhỏ nhất của Chiến Thắng, nhỏ nhất trong phân khúc cùng các đối thủ cạnh tranh đó là 4 tấn 65. Hai cầu lắp, các bạn có thể nhìn qua, sản phẩm rất nhỏ gọn, hợp lý. Và tiếp đến là các sản phẩm một cầu. Sản phẩm một cầu thì chúng ta có trong phân khúc đầu tiên, đấy là 5 tấn 9. Sản phẩm mới đấy nhá. Tiếp theo có là 4 tấn 9, nhỏ hơn một chút. Và 3 tấn 48. Cuối cùng, xe nhỏ nhất trong phân khúc xe Ben của nhà máy Tôi Chiến Thắng mà có thể đi ngõ ngách rất gọn và cũng rất được bác tài ưa chuộng, đấy là xe 2 tấn 35 của Chiến Thắng. Vậy là chúng ta điểm lại xe Ben của Chiến Thắng, chúng ta có tổng cộng là 7 sản phẩm, từ to đến nhỏ, từ một cầu đến hai cầu, các bạn có thể lựa chọn. Và chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm mà nó phù hợp với cả cái khả năng tài chính, phù hợp với cả công việc của mình thì nó mới là số 1. Không phải cứ xe Ben đắt, xe nào đắt, xe nào thương hiệu thì nó là tốt đâu. Cái sản phẩm nó phù hợp với cả mình, nó mới là sản phẩm tốt nhất với cả mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video giới thiệu tất cả xe Ben của Chiến Thắng của chúng tôi. Nếu các bạn có quan tâm đến sản phẩm nào, muốn thắc mắc sản phẩm nào và muốn tư vấn hay chạy thử, hãy liên hệ ngay chúng tôi theo cái số hotline tôi để dưới màn hình. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới.